Xin chào các bác nhé, em phục vụ các bác chiếc máy lọc không khí Daikin hồ vuông này. Cái mẫu này thì hiện tại bên em bán rất là chạy, giá tầm tiền nó vừa phải, công nghệ hiện đại, công suất dùng được cho phòng to, các bác dùng được cho các loại phòng luôn, to nhỏ ok hết, phòng ngủ hay phòng khách dùng được. Bù ẩm bọn này rất là khỏe, khử mùi tốt, lọc khí Daikin nó có hai cổ lọc chính điện các bạn. Con này vỏ nguyên bản, mẫu mã còn hình thức còn khá đẹp các bác nhé. Em đã đấu biến áp điện là 220V rồi. Công nghệ Eco tiết kiệm điện. Tem mác này. Năm sản xuất 2014 là các bạn này. Series máy đuôi 1264. 75W các bác dùng được cho phòng tối đa khoảng 50 đến 55 mét vuông. Đây là cái model em thấy nó nói chung là nó rất là hợp lý tầm tiền. Năm ngoái con này nó có 4,2 triệu các bạn này, năm nay thì còn có 2,3 triệu thôi, rẻ hơn nữa. Cột lọc tính điện hai bên này, chỉ đấy những dòng Daikin mới có cột lọc tính điện các bạn nhé. Ngoài hai cái màng thô này, màng HEPA ra, trong này có màng than này đấy, và nó có cột lọc tính điện đấy, chỉ duy nhất các cái dòng hãng Daikin mới có, và Daikin thì cũng chỉ một vài model có thôi ạ. Nó là những cái model VIP nhất của Daikin thì mới có. Tức là các bác tưởng tượng là khi mà nó sản xuất ra ấy, thì là cái model nó phải là model cao cấp nhất thì mới có hai cột lọc tĩnh điện này các bác nhé. Còn Daikin thì cũng rất là nhiều máy có không có cột lọc tĩnh điện ở đâu ạ. Tổng kết lại đến thời điểm như bây giờ thì nó chỉ có 4 model là có cột lọc tĩnh điện. Đấy. Chiếc này em bán là 2,3 triệu bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển, mã số 9. Nếu các bác nào có nhu cầu thì các bác ủng hộ bên em nhé. Chào các bác.